kính thưa quý vị, người đầu tiên đứng bên tay phải với chiếc áo vàng, kính thưa quý vị, là cái cổ đó là ngày xưa bà Ngô Đình Nhu mặc đầu tiên và được coi là chiếc áo dài của bà Ngô Đình Nhu. Để kế tiếp là chiếc áo vàng, kính thưa quý vị, có những hình vẽ rơi những tòa tà áo, có những cành hoa và màu vàng rất là đẹp màu với chiếc quần và những tà áo dài đằng sau. Mỗi người một vẽ 10 phân vẹn 10, kính thưa quý vị. Vâng. Để tóc rối cần chi phải đẹp. Cảm ơn tất cả các giai nhân.